tất cả tài khoản quảng cáo trên Facebook đều sẽ được update về chỉ còn 6 mục tiêu chiến dịch thôi. Vì vậy nên làm thế nào để chúng ta biết lựa chọn cái mục tiêu chiến dịch nào để chạy quảng cáo Meta hoặc là chạy quảng cáo chuyển đổi bây giờ? Video này tôi sẽ giải thích chi tiết cái sự khác nhau giữa các mục tiêu chiến dịch và chúng ta nên lựa chọn cái mục tiêu chiến dịch nào để chạy quảng cáo Meta hoặc là chạy quảng cáo chuyển đổi. Đối với chạy quảng cáo Messenger hay chuyển đổi thì chúng ta đều có 3 cái mục tiêu chiến dịch, đó là lượt tương tác, khách hàng tiềm năng và doanh số. Thì các bạn hình dung cho tôi một cái điều như thế này, nếu như chúng ta chạy quảng cáo Messenger mà chúng ta chọn cái mục tiêu chiến dịch là lượt tương tác thì nó sẽ gần giống với cả cái mục tiêu chiến dịch tin nhắn trước đây. Tuy nhiên chúng ta sẽ có cái khả năng cao sẽ gặp phải rất nhiều khách hàng có khả năng chuyển đổi thấp, họ hỏi giá nhưng họ không trả lời. Chúng ta có thể loại trừ và chúng ta có thể target, tuy nhiên nó chỉ đỡ được một phần nào đó thôi. Và chắc chắn chúng ta vẫn sẽ gặp phải những đối tượng như vậy. Còn đối với mục tiêu chiến dịch khách hàng tiềm năng thì Facebook sẽ tiếp cận đến cho chúng ta những đối tượng có khả năng chuyển đổi cao hơn và tệp khách hàng chất lượng hơn. Tuy nhiên cái giá MEP thì lúc này nó có thể nó sẽ đắt hơn khi chúng ta chạy mục tiêu chiến dịch lượt tương tác. Nếu như các bạn đã từng chạy cái mục tiêu chiến dịch khách hàng tiềm năng rồi thì các bạn có thể thấy rằng Facebook đã update cái mẫu tin nhắn để cho chúng ta có thể chắt lọc được những cái đối tượng khách hàng tiềm năng hơn, chất lượng hơn, mặc dù có phần hơi phức tạp. Còn với mục tiêu doanh số thì Facebook sẽ hướng quảng cáo các bạn đến những cái đối tượng có khả năng sẽ tương tác với sản phẩm, có khả năng sẽ đưa ra quyết định mua hàng và là những người thường xuyên mua hàng trên Facebook hoặc là những người thường xuyên bấm vào những nút kêu gọi hành động của những quảng cáo chuyển đổi. Hay nói cái khác, đó là nếu chúng ta sắp xếp 3 cái mục tiêu chiến dịch từ trên xuống dưới, đó là lượt tương tác, khách hàng tiềm năng và doanh số, thì các bạn càng lựa chọn những cái mục tiêu chiến dịch ở bên dưới thì Facebook càng cố gắng là mang về những khách hàng có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn cho các bạn và giúp cho các bạn có thể ra được đơn hàng ngay lập tức, thay vì chỉ tập trung vào số lượng tin nhắn và số lượng lead đổ về. Ngược lại thì chúng ta càng chọn những mục tiêu ở bên trên thì chúng ta càng có khả năng có được nhiều cái kết quả hơn. Tuy nhiên cái tỷ lệ chuyển đổi thì chưa chắc đã cao. Và đối với chiến dịch chuyển đổi cũng y hệt như vậy các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn hãy lưu ý cho tôi một điều, đó là Facebook update rất nhiều những cái mục tiêu chiến dịch mới để giúp cho các bạn có được cái lượt chuyển đổi cao hơn, nhưng không đồng nghĩa việc là các bạn cứ lựa chọn những cái mục tiêu chiến dịch đó là chúng ta sẽ có kết quả tốt. Vì vậy thì qua video này mong các bạn hiểu sâu hơn cái ý đồ của Facebook và các mục tiêu chiến dịch để từ đó chúng ta lựa chọn và chúng ta vẫn có thể test hết tất cả các cái mục tiêu chiến dịch đó.